Bất ngờ lớn đã xảy ra tại sân khấu VCS Hoàng Hôn 2023 khi ngay trong trận ra quân thứ hai của mình, nhà đương kim vô địch từng bất khả chiến bại tại vòng bảng mùa xuân, GAM đã phải nhận lấy thất bại đầu tiên trước một đội tuyển chưa được đánh giá cao trước khi trận đấu diễn ra, Team Flash. Một ngày thi đấu bùng nổ của binh đoàn tia chớp khi họ đã chiến thắng vô cùng thuyết phục, cho thấy bản lĩnh của một đội tuyển lớn trong mùa giải mới, cũng như gửi một thông điệp đến tất cả những đội tuyển khác rằng chúng tôi đã đánh bại nhà vô địch, nhưng kẻ còn lại hãy coi chừng. Vậy Flash đã làm điều tưởng chừng như không thể đó như thế nào? Hôm nay, hãy cùng Cảm Thể Thao nhìn lại những diễn biến hấp dẫn của cặp trận GAM đối đầu với Flash trong khuôn khổ lượt đi vòng bảng mùa hè 2023. Ván 1, nhà vua thất thủ, GAM nhận ván thất bại đầu tiên. Ván 1 của cuộc đụng độ đầu tiên tuần thứ hai mở ra với những lựa chọn khá thoáng tay khi GAM đem ra một đội hình hai sao thủ và Sna ở đường trên. Đây hoàn toàn là một đội hình hướng đến chiến thuật Winland Win Game, khi tất cả các kèo đều là kèo thắng trong giai đoạn đi đường. Trong khi đó, Flash lại sử dụng một đội hình vô cùng cơ bản với dàn chắn tuyến trước bao gồm Sion, Maokai và Blitzcrank, hai mũi nhọn chủ lực là Jayce của Jhen và Saya của Pudding. Bước vào bảng đấu thứ nhất, niềm hy vọng số 1 của GAM là Slater lại một lần nữa trở thành gánh nặng cho cả đội khi anh liên tục nằm xuống sau những cú kéo đến từ Hiếu Ba, dù rằng có những tình huống trên người vẫn còn tốc biến. Điều đó khiến cho đường dưới của Flash dễ dàng có được lợi thế thắng toàn diện với rất nhiều lính mang hạ gục cũng như giáp trụ cho sát thủ Pudding. Tuy nhiên, không chỉ có Slater đánh mất chính mình, Kati với công bài Kasa ở đường giữa lại lên tiếng dõng dạc thay cho sát thủ của mình ở cạnh dưới. Chỉ chưa đầy 7 phút đầu tiên, Kati đã đem về 4 mạng hạ gục sau một pha giao tranh rất dứt khoát với chiều cuối bay thẳng vào đội hình 3 thành viên bên phía đối phương. Có được gần 1.000 tiền chỉ sau một tình huống, Kati hướng đến hai mảnh nhỏ của trang bị giao điện Static đang rất hot thời điểm hiện tại nhằm đẩy đường và hỗ trợ sang hai bên cánh. Một kịch bản giống hệt với VCS Hừng Đông 2023 lại trở lại khi cánh dưới của GAM trở thành mắt xích dễ dàng bị khai thác, trong khi cánh trên lại có dàn lineup vô cùng mạnh mẽ với Kasa, ba món trang bị từ rất sớm. Sna đường trên liên tục đẩy lẻ và lấy về những trụ ngoài và lôi lên tam hợp rìu đen. Thế nhưng Flash dù cho không có một cánh đẩy lẻ khó chịu, bù lại họ có được hai dàn chắn vô cùng cứng cáp là Sion và Maokai. Trong pha giao tranh phút 26, chính Yoshino là người chặn đứng hoàn toàn sát thương đến từ Varus trong tay Slater, không cho sát thủ của GAM có cơ hội xả sát thương vào tuyến sâu của đội hình. Trong khi đó, phần còn lại của GAM lại không có được nhiều sức chống chịu ngoài Sejuani của Levi. Do đó Pudding, với lượng trang bị vượt trội của mình, có thể thoải mái bắn trong giao tranh. Có được con Baron ngay sau đó, Flash triển khai lớp bảo vệ xoay quanh sát thủ Saya của mình và đẩy thẳng vào trụ bật thêm đường giữa, buộc GAM phải có động thái đáp trả. Thế nhưng, khi lượng trang bị và sức mạnh đã quá chênh lệch, dù cho đang nỗ lực dùng hết tài nguyên để hạ gục Pudding, GAM cũng không còn đủ người để có thể phòng thủ nhà chính trước sức đẩy của bốn người còn lại. Tỷ số 1-0 dành cho Flash trong ván đầu tiên. Ván 2, Yoshino lên tiếng, Flash đè bẹp đương kim vô địch VCS. Bước vào phần cấm và chọn, GAM lựa chọn về phía đội 1 nhằm tìm kiếm những power pick mạnh mẽ. LeBlanc là vị tướng được khóa vào dành cho vị trí của Kati khi mà Kasa đã bị cấm đi. Flash tiếp tục đáp trả bằng Jayce trong tay Jhen với đòn phủ đầu, một sự lựa chọn quen thuộc nhưng lại vô cùng hiệu quả trong những diễn biến sâu của ván đấu. Saya được khóa vào cho Slater, đáp trả lại là Aphelios trong tay tài năng trẻ Pudding bên kia chiến tuyến. GAM hoàn thiện đội hình bắt lẻ với V của Levi, Kesante của Kiaya và Nautilus hỗ trợ trong tay Jhen. Về phần Flash, nhờ vào việc có thể lựa chọn những vị tướng khắc chế khi ở đội 2, họ khóa vào Sejuani ở vị trí đi rừng, Gragas ở đường trên trong tay Yoshino và hỗ trợ thiên hướng bảo kê Brom. Nhìn chung, đây là ván đấu mà GAM không được phép thua nếu muốn đem về ít nhất một điểm sau ngày thi đấu đầu tiên của tuần 2. Vì vậy, việc lựa chọn một đội hình an toàn và thuận tay là điều mà Hankei hướng đến. Tuy nhiên, khi bước vào ván đấu chính thức, mọi lý thuyết chỉ còn nằm trên giấy tờ. Flash tặng cho GAM một bất ngờ lớn trong ngày thi đấu. Không có gì bất ngờ với phong độ của cặp đôi đường giữa GAM ở thời điểm hiện tại, khi ngay từ những cặp đôi đầu tiên, Jhen và Slater đã có những tình huống xử lý chưa tốt, dù áp lực mà Nautilus cùng Besaya có thể tạo ra là lớn hơn. Ngoài những tình huống đánh nhau 2-2 ở đường dưới, GAM còn có thêm sự ghé thăm đến từ Levi một khoảng thời gian rất lâu. Tuy nhiên, phong độ mà cặp đôi Pudding cùng với Hiuba đang sở hữu là trên cả tuyệt vời, dễ dàng thoát được về sau hàng loạt tình huống tấn công đến từ bộ ba nhà GAM. Phút thứ 8, giao tranh nổ ra trên toàn bản đồ. Aphelios trong tay Pudding là người có được chiến công đầu trước khi nằm xuống. Slater cũng có được một mạng hạ gục. Phía cánh trên,
Levi và Kiaya lao vào tranh cướp con sứ giả, lấy được một mạng của Yoshino, nhưng bù lại phải trả giá bằng hai mạng hạ gục cùng bộ sứ giả khe nứt. Flash vươn lên dẫn trước với lợi thế rõ ràng khi ván đấu chưa qua phút thứ 10. Phút thứ 11, Levi tổ chức pha gang vào vị trí Yoshino đứng trên từng đấu rướng, khi đợt lính trước đó đã bị đội trưởng của Flash dọn sạch bằng thùng rượu nổ. Vì vậy, pha băng trụ đối mạng này là lời dành cho Team Flash, bởi khi đó cánh dưới đang chịu sức ép đến từ 3 người vào thắng trụ 1, nơi mà Slater cùng Jin phải lùi sâu về phía trụ 2 nếu không muốn tiếp tục ăn không chế rồi nằm xuống. Phút thứ 13, Levi cùng Cathy tấn công thẳng vào khu vực đường giữa, tiễn Jen lên bảng đếm số, trong khi Kiaya thì đẩy trụ qua cánh trên. Nhận thấy khoảng trống ở đường dưới, Yoshino bấm dịch chuyển hội ngộ cùng 3 thành viên Team Flash, lấy đi trụ 1 đường dưới của Gam. Sau đó, họ tấn công thẳng vào người Jin khi nhận ra anh không có sức phòng thủ, buộc Slater tiếp tục phải lùi sâu về hướng trụ 2 của mình. Tuy nhiên Yoshino không thể dễ dàng để người đồng đội cũ có thể thoải mái chơi game như vậy. Anh lao vào hạ gục Slater ngay trong trụ 2 đường dưới và chấp nhận đổi mạng với sát thủ bên phía đối phương. Từ đây, khoảng trống tạo ra cho Pudding là vô cùng lớn, nhờ đó có được rất nhiều tài nguyên để tăng tiến sức mạnh về sau. Gam đang là những người tỏ ra nóng vội trong những tình huống tổ chức giao tranh. Họ luôn chịu thiệt thòi mỗi khi một giao tranh kết thúc, và hầu như là những trường hợp Flash tập trung đủ người để đáp trả. Trong khi đó, Flash lại là những người mang dáng vẻ của một đội tuyển lớn, liên tục có được những lời kêu gọi hợp lý, không rướn quá sâu vào những giao tranh nhỏ, mà tập trung cho những mục tiêu lớn trên bản đồ. Phút 23, giao tranh quyết định cả ván đấu nổ ra, với một tình huống mờ rượu vô cùng tuyệt vời của Yoshino, khiến cho Slater không thể từ chối và để bàn đếm số ngay tức khắc. Mất đi nguồn sát thương quan trọng, Gam mất luôn con Baron ngay sau đó, tương đương với dấu chấm hết dành cho họ trong ngày ra quân thứ 2 tại giải mùa hè. Vậy là Gam đã chính thức nhận về thất bại đầu tiên trong một cặp BO3. Một thất bại tương đối sớm, nhưng là đủ để nhà đương kim vô địch nhận ra những thiếu sót trong khâu vận hành. Một đội hình với đầy đủ những yếu tố tạo nên một thế lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vượt qua mọi đối thủ khác dễ dàng trên lý thuyết với sự bổ sung siêu sát thủ Slater, đã không thể trình diễn được đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Gam sẽ cần có nhiều sự điều chỉnh ngay trong trận đấu tiếp theo, nếu như muốn nuôi hy vọng bảo vệ thành công chiếc vô địch. Trong hành trình dài trước mắt, nếu cứ tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược như vậy, e rằng chính Gam sẽ là những người phải nói lời tạm biệt về tấm vé The World vào cuối năm. Nếu có một lời lý giải hợp lý, phải chăng Gam của hiện tại là hình ảnh của một tập thể với nhiều vết xước, nhiều tổn thương chưa thể lành lại sau một kỳ MSI đáng quên nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại Việt Nam.